Dạ bẩm bác, chuyện là cháu vừa đậu tú tài, muốn được xin về làng Hạ làm thầy đồ. Mà vốn dĩ làng này đã có một thầy đồ rồi, bác xem xét giúp cho cháu với ạ. Được, cháu trai của ta thì không phải lo. Ta sẽ tìm cách đuổi lão thầy đồ cũ, để cháu được mở một lớp độc quyền ở làng này. Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Sau này lớp học có nhiều học trò, cháu sẽ không quên ơn bác đâu ạ. Dạ bẩm, quan lớn cho gọi con ạ. Thầy đồ đấy à? Hôm nay ta gọi ngươi đến là để xem xét tình hình học tập của lũ trẻ làng Hạ. Ta nghe nhiều người phàn nàn, dạo này việc học hành của bọn trẻ tệ đi đấy nhá. Dạ bẩm quan, sao lại có chuyện như vậy được ạ? Bọn trẻ ở làng Hạ học hành vẫn rất tiến bộ thưa quan lớn. Ta không biết, chẳng lẽ ngươi bảo ta đặt điều vu khống cho ngươi hay sao? Dạ, con nào dám ạ? Tóm lại là ta cảm thấy nghi ngại về trình độ của ngươi. Vì vậy, bây giờ ta sẽ đặt ra cho ngươi một thử thách để kiểm tra trình độ của ngươi. Ngươi hãy đi tìm cho ta thứ không phải người mà lại giống người. Ta cho ngươi hạn là 3 ngày. Nếu hết thời hạn mà vẫn chưa tìm ra, thì ta sẽ cho đóng cửa lớp học của ngươi. Dạ, bẩm quan, oan cho con quá ạ. Không nói nhiều, mau mau về mà lo tìm cách giải đi. Dạ. Thưa thầy, chúng con về đây ạ. Cho về đi. Có lẽ đây là buổi học cuối giữa ta với các trò rồi. Này Na, sao thầy lại nói thế? Có chuyện gì sao? Cha tớ bị quan huyện ép đóng cửa lớp học. Nếu không giải được câu đố của quan. Sao lại thế? Cậu bình tĩnh, kể lại mọi chuyện cho tớ nghe xem nào. Giống người mà không phải người à? Thứ gì thế nhỉ? Mấy đêm nay cha tớ lo lắng lắm, cơm cũng không buồn ăn. À, nghĩ ra rồi, tớ biết đáp án rồi. Bây giờ cậu chỉ cần bảo thầy tìm về cho tớ một con khỉ. Tớ sẽ cùng thầy đến chỗ quan huyện giải câu đố của quan. Này, trò có chắc đáp án là con khỉ này không đấy? Thầy cứ tin ở trò ạ. Sao? Đáp án của ngươi là con khỉ này ấy hả? Mặc cho nó quần áo là nó thành con người hay sao? Dạ bẩm, con khỉ này thực ra so với quan lớn đây cũng không khác là bao đâu ạ. To gan! Ngươi dám bảo ta là khỉ sao? Dạ thưa, con khỉ này xưa kia cũng từng giữ chức bạch mã ôn trên thiên đình, tính ra cũng là một vị quan. Vậy thì cũng giống quan rồi còn gì ạ? Ngươi được lắm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ thuyết phục ta. Dạ bẩm quan, bây giờ quan chỉ cần để con khỉ được ngồi lên trước bàn xử án là sẽ biết ngay thôi ạ. Thì đây. Dạ bẩm quan, con khỉ cũng biết ăn, lại còn biết đập bàn xử án như con người đấy ạ. Được rồi, ta công nhận đúng là giống con người thật. Các ngươi đúng là kéo vẽ trò. Thế nhưng, các ngươi vẫn phải chứng minh nó không phải là con người đấy nhớ. Để ta xem các ngươi làm sao nào. Dạ bẩm quan, về vấn đề này thì quan cho con xin một bình rượu ạ. Đúng là nhiễu sự, đến nhà ta, ngồi vào chỗ của ta, ăn đồ của ta, lại còn đòi uống cả rượu nữa. Lính đâu, mang rượu lên đây. Ô kìa, này ngươi để con khỉ kia làm loạn gì đấy hả? Lính đâu, gỡ con khỉ quái quỷ này ra khỏi người ta ngay. Thầy đồ,
sao ngươi dám mang con khỉ này đến quấy rối ta? Bẩm quan, chính miệng quan vừa bảo con khỉ này là con vật quái quỷ đấy ạ. Vậy là con đã chứng minh được đây là con người mà lại không phải là con người rồi thưa quan. Thôi chết, mình mắc mưu nó rồi. Dạ bẩm, vậy là con sẽ không cần phải giải tán lớp học nữa, đúng không ạ? Con đối ơn quan nhiều ạ. Thôi, các người biến đi, cho khuất mắt ta. Dạ, cảm ơn trò nhá Hồng Xiêm. Nhờ trò mà ta mới thoát khỏi cái lệnh oái oăm của quan huyện. Này, mang cả con khỉ của nợ này về đi. Dạ bẩm, trông nó yêu thương quan như thế, sao quan nỡ hắt hủi nó ạ? Yêu với bạn cái gì, quấn phá hoại. Ôi giời ơi, biến, biến mau. Thật không thể chịu đựng được nữa. Đi đâu mọi người cũng chỉ khen Hồng Xiêm và đám bạn của nó. Phải đấy, mẹ tớ còn suốt ngày mắng tớ và đem tớ ra so sánh với bọn Hồng Xiêm cơ. Nào là thông minh tuyệt đỉnh, nào là biết cách cư xử. Cha tớ thì khác gì, còn bắt tớ cuối tuần sang đây học hỏi Hồng Xiêm đây này. Thật là tức chết. Các cậu cứ yên tâm, lần này tớ sẽ cho đám Hồng Xiêm bẽ mặt. Cứ chờ mà coi. Hồng Xiêm, ngày hôm nay mình sẽ cho tất cả mọi người thấy nó không hề thông minh. Bên làng thượng còn chưa ai nghĩ ra lời giải cho câu đố này thì nó còn lâu mới giải được. Hồng Xiêm cố lên, Mít Mật cố lên, Xoài cố lên. Thế tóm lại là cậu cổ vũ ai thế nà? Tớ cổ vũ cho tất cả các cậu, vì ai cũng là bạn tớ mà. Đúng là đồ ba phải. Mít Mật đá bóng lên đi, nhanh lên. Hi-ya. À, các cậu làm gì đấy à? Cố tình đá trúng người đấy à? Không, không phải, tớ không cố ý. Không cố ý mà trúng tay tớ, suýt cái tay tớ thế này á. Cố ý thì còn thế nào nữa. Cậu muốn gì? Tớ thấy cậu cố tình muốn bày trò. Quả bóng có mắt đâu, chẳng may nó chạm vào cậu. Rõ ràng cậu giả vờ nhăn nhó. Bây giờ, hoặc là tớ tịch thu quả bóng, hoặc là phải giải câu đố của tớ. À, thì ra mục đích của cậu là muốn đố bọn tớ đúng không? Đúng vậy. Lại đố, chơi trò khác được không? Đố đoán nhau mãi, nhức hết cả đầu. Hôm nay Hồng Xiêm nhà ta lại thiếu tự tin thế. Hay là cậu nhận ra rằng cậu không thông minh như cậu tưởng? Cậu mới là người không thông minh ấy. Hồng Xiêm là thông minh nhất. Nà nhỉ? Đúng đấy. Hồng Xiêm ơi, chơi luôn. Tớ... Đấy, tớ đã bảo là Hồng Xiêm sợ mà. Này, Cóc, đừng có vênh mặt như thế nhá. Chẳng qua Hồng Xiêm không thích chơi thôi. Chứ Hồng Xiêm đã tham gia, chưa bao giờ biết thua là gì nhá. Tinh tướng. Cậu đừng có tự tin quá thế. Hôm nay nhất định các cậu sẽ phải nhận thua. Thế này đi, nếu các cậu không giải được câu đố, các cậu phải cõng bọn tớ 10 vòng sân. Và ngược lại, các cậu giải được, bọn tớ tình nguyện vừa cõng các cậu vừa nói trẻ làng hạ vô địch. Thế nào, có dám không? Được, đố thì đố. Hồng Xiêm, tự tin lên nào. Cậu không được để bọn mình mất mặt đâu đấy. Được, cậu ra câu đố đi. Trong chai nước này có một lá thư. Đố các cậu lấy được lá thư ra. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Cổ chai nước thì bé như thế này, làm sao mà thò tay xuống lấy thư được. Nếu thò tay xuống lấy được thì còn ra câu đố làm gì nữa. Cậu thật là... Hồng Xiêm nói đúng. Dễ dàng thì Cóc kia đã không quanh mặt lên như thế. Thật là một câu đố quá khó. Lá thư ở bên trong, mà chỉ cần lấy thư ra, không nói tới cái chai đầy nước. Phải làm sao bây giờ nhỉ? À, tớ có cách rồi. Cậu định bỏ cuộc hả? Cứ im lặng thế mà đi à? Này, này, cậu định làm gì đấy? Đây, lá thư đây. Chẳng phải câu đố của các cậu chỉ là nhờ lấy thư trong chai nước mà không hề nói tới cái chai, cũng không đòi chai, đúng không? Thì... Hoan hô! Thế làm đúng như lời thách đố rồi nhá. Mọi việc cứ nghĩ phức tạp lên sẽ thành khó. Chỉ cần bình tĩnh, phân tích thật đúng điều kiện cần và đủ là giải quyết sẽ rất đơn giản. Các cậu còn định cúi mặt xuống tới bao giờ?
thua rồi thì cõng bạn tớ thôi. Trẻ làng hạ vô địch, làng hạ vô địch.